Xin kính chào quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Ngoại giao quán triệt và triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị và nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cấp cứu thành công một sản phụ ở xã vùng cao Xín Tráng, huyện Si Ma Cai sinh con tại nhà. Tầm quan trọng của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác mận Tà Van. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ đối mặt với thực trạng khoảng 12 triệu người cao tuổi không có người hưu. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chiều ngày 29 tháng 6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về quán triệt và triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị và nghị quyết 169 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người, sinh sống và làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội hiện tại. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương chính sách, quy định pháp luật để thể chế hóa và thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu rộng ở các cấp, các ngành tại các địa phương và tổ chức đoàn thể nghị quyết 36, chỉ thị 45, kết luận 12 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để mang lại những kết quả cụ thể thiết thực cho đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng vừa tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, với sự chủ động linh hoạt đoàn kết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, Bảo Thắng đã đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị thu nhập trên hectare canh tác đạt 100 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 353 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết 10 của Tỉnh ủy, huyện đã mở rộng quy mô các ngành hàng chủ lực, thu hút doanh nghiệp và triển khai dự án. Đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phát động phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn. Hội nghị đã thống nhất các mục tiêu giải pháp 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chuẩn bị và chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ cơ sở. Phấn đấu đến tháng 11 sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022. Đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của huyện trong 6 tháng qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu huyện Bảo Thắng cần tập trung cao độ lãnh chỉ đạo các hoạt động, làm sao đạt được kết quả tốt nhất, cao nhất, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành đánh giá về thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị phòng ban. Thời gian qua, tại nhiều bệnh viện trên cả nước xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế, ảnh hưởng lớn đến khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, không làm gián đoạn hoạt động khám bệnh chữa bệnh, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Đối với tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện tại nhiều địa phương tỷ lệ người dân tiêm mũi nhắc lại còn thấp, dẫn đến tồn đọng phải hủy vaccine do hết hạn. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chủ quan khi dịch đang được kiểm soát. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung rà soát đối tượng, tăng cường tuyên truyền, huy động sự vào cuộc quyết liệt theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà để không bỏ sót và nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân. Ngày 29 tháng 6, Phòng khám đa khoa khu vực Xín Tráng, huyện Si Ma Cai đã cấp cứu thành công sản phụ MTL, sinh năm 1985, thường trú tại thôn Bản Kha, xã Xín Tráng. bị băng huyết sau sinh do tự sinh con tại nhà. Sau khi được đưa đến phòng khám, sản phụ MTL trong tình trạng nguy kịch, mất máu nặng sau sinh. Ngay lập tức các bác sĩ trong phòng khám đa khoa khu vực Xín Tráng đã tiến hành cấp cứu, xử lý kịp thời cho người bệnh. Sau đó bệnh nhân đã được đưa đến trung tâm y tế huyện để được tiếp tục điều trị. Hiện các chỉ số ổn định, sức khỏe của mẹ và con đều ổn định. Theo người nhà, đây là lần sinh con thứ 3, thai mới được 32 tuần tuổi, em bé sinh non chỉ nặng 1,8 kg. Hiện vẫn còn trường hợp sinh con tại nhà ở các địa phương vùng cao trong tỉnh. Việc này rất nguy hiểm vì không có sự trợ giúp từ y tế nên nguy cơ xảy ra tai biến sản khoa là rất cao. Ngành y tế khuyến cáo các bà mẹ có thai nên thường xuyên đi khám và theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế để phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra và có cuộc sinh nở an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mận Tà Van đang vào chính vụ thu hoạch. Có hộ cây mận cho quả to, đẹp mã, dễ thu hái, còn nhiều hộ thì ngược lại. Sự khác nhau giữa các hộ cùng trồng mận Tà Van chính là ở chỗ nhiều hộ biết vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Hái mận, nhưng người hái trèo hẳn lên cây hoặc dòng cây để thu hoạch quả mận như thế này. Cây cao, cành ngỏng, quả ít và khó hái. Đây là một trong những biện pháp kỹ thuật mà nhiều người trồng mận chưa quan tâm đến. Cạo táng này, với lại tỉa cành này, vít cành này, thì dân nó tự làm thì dân không biết làm. Cán bộ phải dạy thì mình phải học nên làm theo. Khi cây mận được hạ tán vin cành, mùa quả chị Giàng Thị Dở có thể vừa hái quả vừa cầm hộp đựng rất dễ dàng. Quả mận không bị xây sát. Mận hái tại vườn, quả chọn là 50.000 đồng 1 kg. Vì thế, 300 gốc mận dự ước sẽ cho thu nhập hơn 50 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với trồng ngô trước đây. Đặc biệt, toàn bộ quả mận hái về không bị loại quả nào, đều được khách đặt mua. Từ năm ngoái đến bây giờ là tỉa nhiều cành, nên quả nó to hơn và ăn giòn nữa. Hợp tác xã chúng tôi là triển khai ký kết cái hợp đồng bao tiêu từ khi mà cái đầu vụ ấy, thì đến khi thu hoạch, thì đến mùa thu hoạch thì chúng tôi sẽ gom và có những cái tổ nhóm người ta sẽ phân loại sẵn các loại quả để đưa đến giao cho hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có khoảng 500 ha mận Tà Van, chủ yếu ở Bắc Hà và Si Ma Cai. Qua thu hoạch từ đầu vụ cho thấy năng suất bình quân đạt 35 đến 40 tạ một ha. Nếu tính giá bán khiêm tốn là 30.000 đồng 1 kg, mỗi hectare mận cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Bài toán kinh tế này đòi hỏi các địa phương cần tích cực trong việc cải tạo vườn mận Tà Van theo đúng kỹ thuật. Giữa tháng 7 thì sẽ kết thúc thu hoạch thì chúng tôi sẽ bắt tay vào cái việc mà hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, cái việc chăm sóc cái vườn mận sau thu hoạch, chuẩn bị cho dinh dưỡng của cây trồng sang năm cho cái vụ thu hoạch của năm sau. Giống mận Tà Van là cây bản địa, sức sống khỏe, ít sâu bệnh, chất lượng quả thơm ngon, được xác định là một trong những cây ăn quả ôn đới chủ lực trong phát triển nông nghiệp hàng hóa ở một số huyện vùng cao. Ngoài thị trường trong tỉnh, quả mận Tà Van còn hướng tới thị trường tiêu thụ chính là các đô thị lớn. Vì thế, ứng dụng khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và có liên kết tiêu thụ, mận Tà Van sẽ thực sự trở thành sản phẩm giá trị của tỉnh Lào Cai. Tiếp theo là những thông tin thị trường. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại gạo ngon. ST25 có giá 25.000 đồng một cân, ST21 giá 22.000 đồng một cân. Gạo Bắc Thơm Bát Xát 16.000 đồng một cân, gạo 8 Điện Biên 17.000 đồng một cân, gạo Trà Chéo Bắc Hà 20.000 đồng một cân. Đối với gạo đặc sản Lào Cai, giá một bao gạo sánh cù 5 kg là 160.000 đồng. Gạo lứt sánh cù Mường Vi, sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, có giá bán khá cao 45.000 đồng 1 kg. Nhìn chung giá các loại gạo vẫn giữ ổn định. Giá lợn hơi ở Lào Cai trong những ngày qua có sự biến động nhẹ, hiện đang ở mức 59.000 đồng 1 kg, tăng hơn 1.000 đồng so với tuần trước. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng dẫn đến có phụ phí trong khâu vận chuyển cũng tăng cao, trực tiếp ảnh hưởng đến giá lợn hơi trên địa bàn. Mặc dù giá lợn hơi có tăng, tuy nhiên giá thịt lợn được bán ở các chợ truyền thống cũng không có nhiều thay đổi. Thịt lợn ngon có giá dao động từ 110.000 đến 160.000 đồng 1 kg tùy loại. Thịt bò tại các chợ vùng thấp và thành phố Lào Cai có giá tương đối ổn định, hiện ở mức từ 270 đến 280.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên có thời điểm, tại một số huyện vùng cao như Mường Khương, Si Ma Cai, giá thịt bò có thể lên đến 300.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân việc tăng giá một phần là do nguồn cung, bên cạnh đó là chi phí vận chuyển lên các địa phương này tăng cao. Giày nâu, giày lưng trắng đã và đang gây hại mạnh trên lúa một vụ vùng cao với hơn 100 hectare, tập trung ở huyện Mường Khương và Bát Xát. Dự báo mật độ dày lứa 4 vẫn tiếp tục gia tăng về mật độ, gây hại mạnh trên các trà mạ muộn và lúa một vụ vùng cao. Do số rảnh cơ bản trên lúa một vụ vùng cao hiện nay còn ít, khoảng 2 đến 3 rảnh, kết hợp với một số ruộng chăm sóc kém, thời tiết nắng nóng, nếu không được phòng trừ kịp thời có thể gây cháy dày cục bộ. Đối với những diện tích bị vàng lá do dày trích hút, sau khi phun trừ dày, cần kết hợp các biện pháp chăm sóc như làm cỏ sục bùn, bón bổ sung, phân bón, kết hợp phun phân bón qua lá, tạo điều kiện cho cây lúa phục hồi phát triển và tăng cường khả năng chống chịu. Ngoài ra, cần chủ động kiểm tra và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh khác gây hại trên lúa khi tới ngưỡng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với giảm nghèo bền vững năm 2022 đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực thực hiện gắn với việc triển khai các chương trình đề án của tỉnh, của địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức được 110 hội nghị họp thôn, 3 hội nghị truyền thông về xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 6.000 lượt người tham gia. Nhân dân cũng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1,5 tỷ đồng tiền mặt, hơn 49.000 ngày công lao động, hiến 17.220 m2 đất và nhiều hiện vật khác, quy ra tiền mặt là trên 6 tỷ đồng để thực hiện các công trình hạng mục xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giúp đỡ cho 25 hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đội Quản lý Thị trường số 5 của Quản lý Thị trường Lào Cai vừa tổ chức tiêu hủy lô hàng 750 gói bánh quy và 900 kg hạt đậu răng ngựa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng 750 gói bánh quy được thu giữ trước đó khi các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 5 đường Trần Quang Khải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Đình Khó, sinh năm 1980, trú tại tổ 25 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Ngày 10 tháng 6, đội kiểm soát liên ngành 389 phát hiện Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2000, trú tại phường Cốc Lếu, kinh doanh hạt đậu răng ngựa có trọng lượng 900 kg, trên vỏ bao bì có in chữ nước ngoài. Chủ hàng cũng không thể hiện được xuất xứ lô hàng. Toàn bộ 2 lô hàng trên có giá trị trên 60 triệu đồng. Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương chỉ đạo các cơ sở hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên áp dụng kỹ thuật và sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện. Một dãy chuồng với tổng diện tích gần 100 m2, trung bình nuôi từ 20 đến 30 con lợn thương phẩm. Đây là mô hình kinh tế thoát nghèo của gia đình bà Ngải Seo Chấn và động lực thoát nghèo của gia đình bà Chấn đến từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua ủy thác với tổ chức hội phụ nữ. Mình được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn làm các thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình. Có nguồn vốn, gia đình mình đã làm chuồng và mua lợn giống về nuôi. Vừa rồi mình cũng đã bán được một lứa lợn thu về gần 50 triệu đồng. Còn đây là mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình chị Lữ Thị Bình, thôn Nam Vai, xã Bản Sen. Từ chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với đào ao thả cá và trồng rừng, mỗi năm cũng mang về nguồn thu trên 300 triệu đồng. Thành công này, ngoài nỗ lực của bản thân, chị Bình còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Hội Phụ nữ. Em vừa bán hàng online này, vừa nuôi gà, rồi là cả trồng cây nữa. Về phía bên Hội Phụ nữ ấy, nói chung là đều tham gia hết về các lớp tập huấn, rồi là của các hội chi hội phụ nữ tổ chức ấy, tham gia tất cả cái mô hình của xã tổ chức đấy. Hàng năm, căn cứ vào tỷ lệ hộ nghèo của từng xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương chỉ đạo 100% cơ sở hội, rà soát, thống kê danh sách gia đình hội viên nghèo để có kế hoạch, đăng ký, giúp đỡ, chỉ đạo mỗi chi hội có ít nhất một hộ nghèo thoát nghèo và mỗi cơ sở hội giúp ít nhất một hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác với các ngân hàng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn cũng đã triển khai tới các hội viên của mình tiếp cận với các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn theo cái nghị định 5 năm của Chính phủ, tiếp cận với các nguồn vốn này để có cái cơ hội trong cái phát triển kinh tế. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung vào các cái hoạt động ví dụ như là liên kết trong sản xuất cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng xây dựng mô hình kinh tế tập thể, quản lý tốt hoạt động vay vốn từ các ngân hàng và các nguồn quỹ hội, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Những nội dung nổi bật sẽ có trong những chương trình tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022. Một số lĩnh vực đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP. Tỉnh Lào Cai tạo mọi điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu trái cây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ tháng 7 năm 2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như tăng mức lương tối thiểu vùng, xóa bỏ hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip. Tăng mức lương tối thiểu vùng. Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng với mức tăng bình quân là 6%, đồng thời quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ. Như vậy, lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 dao động từ 3.250.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Lương tối thiểu giờ dao động từ 15.600 đồng một giờ đến 22.500 đồng một giờ. Xóa bỏ hóa đơn giấy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán. Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới. Việc lựa chọn gắn thêm chip điện tử vào hộ chiếu mới giúp đáp ứng nhu cầu số hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị làm giả hộ chiếu. Từ năm 2023, thi đại học chỉ được cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm. Theo quy chế tuyển sinh đại học mới nhất áp dụng từ ngày 22 tháng 7 năm 2022, chính sách ưu tiên theo khu vực được quy định như sau. Khu vực 1, 0,75 điểm. Khu vực 2, nông thôn, 0,5 điểm. Khu vực 2, 0,25 điểm. Khu vực 3, 0 điểm. Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chính thức diễn ra. Thời điểm này, bên cạnh tăng tốc ôn tập, các trường trung học phổ thông của huyện Bắc Hà được chọn đặt điểm thi đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho kỳ thi. Trường Trung học phổ thông số 1 Bắc Hà có 367 học sinh dự thi tốt nghiệp. Trường cũng được chọn làm điểm thi số 1 của huyện. Thời điểm này, nhà trường tập trung rà soát phòng lớp học, hệ thống điện, nước và các điều kiện cần thiết khác phục vụ thi, đồng thời tăng tốc ôn luyện cho học sinh. Dựa trên đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chuyên môn của trường xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực học sinh. Các đợt thi thử được tổ chức, qua đó phân loại học sinh để có biện pháp ôn luyện phù hợp. Khi luyện đề cho học sinh thì hướng dẫn học sinh ở các cái cấu trúc đề thi ấy. Thứ nhất là học sinh phải nắm được cái kỹ thuật làm bài ở trong từng phần một, xoáy sâu cho học sinh ở các cái kỹ năng, các cái hình thức viết bài và củng cố lại những cái kiến thức cơ bản. Với trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bắc Hà, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhà trường lên kế hoạch ôn tập linh hoạt phù hợp với năng lực và nhu cầu học sinh. Giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng, giúp các em có thêm nhiều kiến thức cũng như tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi. chúng em cũng đang cố gắng hết mình, nỗ lực hết sức có thể để có thể tiếp thu kiến thức, trang bị cho mình đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể làm bài thi một cách tốt nhất ạ. Năm nay, huyện Bắc Hà có 2 điểm thi đặt tại trường Trung học Phổ thông số 1 và trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện. Tổng số 656 thí sinh đến từ 4 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn, được bố trí ở 27 phòng thi. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông huyện phối hợp với các ngành địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, y tế, điều kiện sinh hoạt cho các thí sinh và cán bộ làm công tác thi. Thì nhà trường đã có những cái cuộc rà soát, kiểm soát lại tất cả các phòng để đảm bảo đủ điều kiện từng phòng về thoáng mát, về vệ sinh, chuẩn bị cho những phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng cũng như nơi ăn ở của thí sinh cũng như là của giám thị. Với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, huyện Bắc Hà đã sẵn sàng để kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất. Dự báo năm 2030, Việt Nam sẽ đối mặt với thực trạng khoảng 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đây là nhận định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khi trao đổi với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chiến lược an sinh xã hội tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cũng theo ILO, hiện nay mới chỉ có khoảng 16,5 triệu người lao động Việt hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội, tức là chỉ khoảng 33% trong tổng số lực lượng lao động hơn 50 triệu người. Với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, nếu không nỗ lực bao phủ bảo hiểm, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 12 triệu người cao tuổi không có lương hưu. Đó sẽ là gánh nặng xã hội, gánh nặng chính sách an sinh rất lớn. Do đó, ILO khuyến nghị từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần tăng mức chi cho an sinh xã hội lên mức 8% GDP, tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng cách nâng mức hưởng thỏa đáng, đơn giản hóa điều kiện hưởng chế độ. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh sai phạm về nội dung trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên mạng Internet xuyên biên giới. Các cá nhân tổ chức có thể truy cập địa chỉ https://abei.gov.vn/phản-ánh-ott để gửi phản ánh trực tuyến hoặc gọi đến đường dây nóng 0896 888 222 để phản ánh trực tiếp. Những năm gần đây, dịch vụ truyền hình OTT TV xuyên biên giới của doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng phổ biến. Qua theo dõi giám sát, cơ quan quản lý nhà nước thấy rằng có nhiều rủi ro về nội dung trên các dịch vụ này. Trong đó, sự phổ biến của các nội dung kích động bạo lực, khiêu dâm, khuyến khích sử dụng ma túy đang tác động tiêu cực đến giới trẻ. Nghiêm trọng hơn, các dịch vụ này đã xuất hiện những nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Do đó cần thiết phải có thêm các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn. Không chỉ ở trường tư mà năm nay trại hè cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều trường công lập. Nhờ mức kinh phí thấp nên nhiều đối tượng học sinh có thể tham gia. Các hoạt động được thiết kế ở nhiều lĩnh vực nên những trại hè này đã trở thành sân chơi để học sinh được trải nghiệm, học hỏi và phát huy sở thích của mình. Song song với đó, các kỹ năng giáo dục công dân toàn cầu cũng ngày càng được chú trọng. Khéo tay hay làm, những kỹ năng nội trợ nhưng lại thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều học sinh nam. Dù còn vụng về, lúng túng, nhưng thích thú là cảm nhận chung của các em khi tham gia lớp kỹ năng này. Con về nhà giúp mẹ nấu ăn tốt hơn. Hàng ngày các con được đến trường, vui chơi, tham gia các câu lạc bộ để phát triển thể chất, phát triển về năng khiếu và các con được còn cả phát triển về cả trí tuệ. Ngoài các kỹ năng sống thì trang bị kỹ năng trở thành công dân toàn cầu cũng ngày càng được phụ huynh chú trọng. Với chủ đề Không còn đói nghèo, một trong những mục tiêu về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đang được giáo viên cùng với học sinh thảo luận sôi nổi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ đó giúp các em vừa nâng cao được khả năng ngôn ngữ, vừa trau dồi hiểu biết cũng như thay đổi nhận thức và hành động trong tương lai. Một người chỉ huy có nhân cách sẽ không từ bỏ, sẽ giúp đỡ mọi người và sẽ không xả rác trên đường đi. Đó là những bài học chúng tôi giúp các em nhận ra. Khi một thành viên trượt chân, sẽ có người đỡ dậy. Khi một thành viên thấy nhụt chí, sẽ có bạn bè động viên. Đó chính là cách chúng tôi kết hợp giữa học tập và rèn luyện thể chất cho các em. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29 tháng 6, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thống nhất về khái niệm chiến lược mới và nhất trí mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này. NATO quyết định tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao, lên mức hơn 300.000 quân. Tổng thư ký NATO trước đó cũng cho biết, bản thiết kế quân sự mới sẽ nâng cấp mạnh mẽ hệ thống phòng thủ phía đông của khối. Tuyên bố chung của NATO cũng nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên giúp NATO an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và khu vực châu Âu, Đại Tây Dương ổn định hơn. Quyết định kết nạp Phần Lan và Thụy Điển cần được Quốc hội của 30 nước thành viên NATO thông qua và quá trình này sẽ được đẩy nhanh hơn bình thường. Ngày 29 tháng 6, hãng tin Tasnim Iran đưa tin các cuộc đàm phán gián tiếp giữa nước này và Mỹ tại thủ đô Doha của Qatar từ ngày 28 tháng 6 nhằm thu hẹp những khác biệt còn tồn tại gây cản trở nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 đã kết thúc mà không đạt kết quả. Cuộc đàm phán được tổ chức dưới vai trò điều phối viên, trung gian của đặc phái viên Liên minh châu Âu EU, nhằm tháo gỡ bế tắc cho tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đã kéo dài 11 tháng qua giữa Tehran và các cường quốc hạt nhân tại Viên, Áo. Hiện cả phía Tehran và Washington đều chưa đưa ra những bình luận chính thức về cuộc đàm phán này. Trong khi đó, Tasnim dẫn các nguồn tin cho biết lý do khiến đàm phán không đạt được kết quả là do phía Mỹ vẫn bảo vệ bản dự thảo đề xuất thỏa thuận tại Viên, trong đó không bao gồm đảm bảo lợi ích kinh tế cho Iran. Ngày 29 tháng 6, các bộ trưởng môi trường của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã đạt thỏa thuận về các luật được đề xuất nhằm chống biến đổi khí hậu. Các bộ trưởng đã nhất trí các lập trường chung đối với 5 luật, trong khuôn khổ một gói biện pháp lớn hơn nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong thập kỷ này. Trong đó có luật quy định tất cả xe ô tô mua mới trong lãnh thổ EU phải đạt tiêu chuẩn không khí thải CO2 từ năm 2035. Luật này đồng nghĩa không mua bán mới các loại xe sử dụng động cơ đốt trong. Các bộ trưởng cũng ủng hộ việc áp đặt phí phát thải CO2 đối với các loại nhiên liệu gây ô nhiễm sử dụng trong các phương tiện vận tải và trong các tòa nhà. Các bộ trưởng đã nhất trí một quỹ trị giá 59 tỷ euro nhằm giúp người có thu nhập thấp không bị ảnh hưởng bởi chính sách áp phí khí thải nói trên trong thời gian từ năm 2027 đến năm 2032. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 29 tháng 6 đã cảnh báo sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới có thể tạo cơ hội để virus lây lan đến các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc trẻ em. WHO cho biết, virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở hơn 50 quốc gia, không tính các nước ở châu Phi đã coi đây là bệnh lưu hành. Kể từ khi bùng phát vào tháng 5 vừa qua, thế giới đã ghi nhận hơn 3.400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có một ca tử vong. Số ca mắc mới chủ yếu được phát hiện ở châu Âu. Trong khi đó, các nước coi bệnh đậu mùa khỉ là bệnh lưu hành cũng đã ghi nhận hơn 1.500 ca mắc kể từ đầu năm đến nay, trong đó có 66 ca tử vong. Ngày 29 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cần kiên trì theo đuổi chính sách không COVID. Ông cho rằng các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 của Trung Quốc là hiệu quả và kinh tế. Ông Tập Cận Bình cho rằng nếu Trung Quốc áp dụng chính sách miễn dịch cộng đồng hay một chính sách gián tiếp nào khác, Trung Quốc với dân số hơn 1,4 tỷ dân sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Dù có những tác động tạm thời về kinh tế, song Trung Quốc sẽ ưu tiên bảo vệ người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Hơn nữa, nếu đánh giá một cách tổng thể, các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 của Trung Quốc là hiệu quả và kinh tế. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng lưu ý rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và không nên mất cảnh giác trong cuộc chiến này. Ngày càng có nhiều người dân Hàn Quốc lựa chọn mua cơm hộp từ các cửa hàng tiện lợi do giá cả tăng vọt. Theo chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, doanh số bán các loại cơm hộp ăn liền của họ đã tăng hơn 30% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp này cũng đã triển khai gói ăn trưa mới dành cho dân công sở với nhiều khuyến mại cùng với dịch vụ giao hàng tận nơi. Tôi thường ăn trưa tại một quán quen, tuy nhiên từ khi họ tăng giá, tôi đã bắt đầu mua cơm ở cửa hàng tiện lợi bởi giá cả dễ chịu hơn nhiều và đồ ăn ngon hơn. Bây giờ thì tôi ghé thường xuyên hơn, 2-3 lần một tuần. Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình hình giá cả tăng nhanh, với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng nhanh nhất trong gần 14 năm. Dự báo lạm phát trong tháng 6 sẽ tăng cao nhất trong 10 năm qua do chi phí năng lượng và sản xuất leo thang. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.